sao trong thế hoàng hôn sầm lối về, bao giờ tan cõi mộng đời sẽ đẹp nên thơ. Ái liêu xiêu rơi chiều pha tóc trắng, mộng kiêu hùng còn lại gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Pháp Nhạc Âm trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong xã hội Ấn Độ cổ đại, như chúng ta biết, họ chia xã hội ra làm 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất gọi là giai cấp Bà La Môn, giai cấp thứ hai là giai cấp Sắc Đế Lợi, giai cấp thứ ba là giai cấp Vợ Xá, và giai cấp thứ tư là giai cấp Thủ Đà La. Ngoài ra, còn một cái giai cấp hết sức là hạ liệt, chuyên làm nghề hút phân. Thì như chúng ta biết, ở trong lịch sử Phật giáo có nhắc đến một vị tôn giả thuộc giai cấp hốt phân, đó chính là tôn giả Ni Đề. Ni Đề là một anh chàng thanh niên xuất thân ở tại thành Vương Xá, làm nghề hốt phân. Thưa quý vị, hôm ấy Đức Thế Tôn vào thành khất thực, thì ở trên đường đi Đức Thế Tôn gặp Ni Đề. Và theo thế lễ đương thời, giai cấp này gặp các giai cấp trên là phải lẩn tránh. Người ta đối xử khắc nghiệt tới mức mà nếu đỡ giai cấp trên thấy được mình thì đôi mắt của mình sẽ bị móc đi. Đây là một hình phạt rất khốc liệt ở trong tinh thần xã hội chia làm 4 giai cấp. Và anh chàng thanh niên Ni Đề này thấy Đức Thế Tôn biết rằng Ngài thuộc giai cấp Sắc Đế Lợi, cho nên chàng thanh niên đã ẩn núp vào bên một cái bụi rậm bên đường. Thì lúc bây giờ Thế Tôn cứ từng bước đi lại bên cạnh của Ni Đề, và Ni Đề hết sức là sợ hãi. Ni Đề van xin rằng con không có dám gần gũi Ngài, bởi vì con là thuộc giai cấp hốt phân mình mẩy dơ bẩn. Thế Tôn nói, ta đến với con chứ không phải con tìm đến ta, cho nên con hoàn toàn không có lỗi gì. Này Ni Đề, con có muốn xuất gia ở trong giáo pháp của ta hay không? Thưa quý vị, câu hỏi của Đức Thế Tôn khiến cho Ni Đề hết sức là cảm kích, và tưởng chừng như mình được bao nhiêu cái bảo bối vàng ngọc, anh ta đến mức không dám nhận đó là một sự thật đang diễn ra. Thế rồi thưa quý vị, Ni Đề mới nói, con thuộc giai cấp hạ liệt, làm sao xứng đáng xuất gia ở trong giáo pháp của Ngài? Thế Tôn nói rằng, ở trong giáo pháp của ta như là nước, mà nước thì luôn luôn có năng lực tẩy trừ rửa sạch tất cả mọi cấu uế. Giáo pháp của ta cũng giống như là lửa, lửa thì có thể thiêu đốt hết tất cả mọi cái loại cỏ rậm phiền não. Cho nên này Ni Đề, nếu con phát tâm xuất gia, ta sẽ độ cho con. Thưa quý vị, không có gì hạnh phúc hơn thế nữa. Ni Đề phát nguyện xuất gia theo giáo pháp của Phật. Phật sai tôn giả A Nan đưa Ni Đề sang một bờ sông gần đó, tắm rửa sạch sẽ và khoác y mang bát, trở thành người xuất gia theo chúng đệ tử của Phật. Lúc bây giờ ở tại thành Vương Xá, nam thanh nữ tú họ bàn tán với nhau rằng, họ nói Ni Đề thuộc giai cấp hạ liệt hốt phân, là giai cấp mà không có ai trân trọng cung kính gì, hôm nay được xuất gia ở trong giáo pháp của Thế Tôn. Điều này chắc hẳn rằng Ni Đề đi khất thực và thọ nhận sự cúng dường của chúng ta. Điều này sẽ làm chướng ngại cho phép tắc cung kính của những giai cấp Bà La Môn. Cho nên thưa quý vị, lúc đó nhà vua Ba Tư Nặc, thì lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc thấy điều này, nghe điều này nó hơi bất tiện, thành ra nhà vua mới đến để dự định bạch hỏi Đức Thế Tôn là cái duyên cớ vì sao mà Thế Tôn nhận một người hốt phân vào ở trong giáo pháp của Ngài. Thì lúc đó nhà vua đến ở trước tinh xá, có một vị tỳ kheo tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Vị tỳ kheo với dáng mạo phi phàm, và ở sau lưng thì có rất nhiều vị chư thiên theo cung kính hầu hạ. Và vị tỳ kheo trẻ tuổi này nói rằng, tâu đại vương cần gì? Vua Ba Tư Nặc nói, ta đến cần gặp Đức Thế Tôn. Và lúc đó vị tỳ kheo trẻ tuổi này đã dùng cái sức thần thông của mình
mà đi xuyên qua bức tường vào tinh xá để trình diện và thưa lên Đức Thế Tôn. Sau đó thì chàng thanh niên này, vị tỳ kheo trẻ tuổi này quay lại và thông tin rằng Đức Thế Tôn sẵn sàng là tiếp đón đại vương. Thì thưa quý vị, lúc đó vua Ba Tư Nẹt vào chuẩn bị trình lên với nhà trình lên Đức Phật ý nghĩa của mình, thì Đức Thế Tôn lại nói rằng: này đại vương có thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi khi mới vào ở trong tinh xá này hay không? Nhà vua nói rằng đó là một vị tỳ kheo đạo hạnh phi phàm, oai quang rực rỡ và bao nhiêu chư thiên theo cung kính hầu hạ. Lúc đó Thế Tôn mới nói như sau: này đại vương, đó chính là Ni Đề mà đại vương có ý ngăn cản, không muốn cho Ni Đề xuất gia ở trong giáo pháp của ta. Giờ đây Ni Đề đã trở thành một vị A-la-hán xuất trần đầy đủ lục thông quảng đại. Cho nên, này đại vương, nếu như đại vương đến một cái đầm lầy có hoa sen và đại vương cho rằng ở trong đầm lầy đó hôi hám mà không hái hoa sen, hay là đại vương cứ nhặt hoa sen ở trong đầm lầy. Lúc bây giờ vua Ba Tư Nẹt sám hối cái ý nghĩ của mình rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối cái suy nghĩ sai trái của con trong cái sự vọng chấp thường tình. Quả thật khi đến với một hồ sen, con hái hoa sen và con trân trọng bùn dơ kia, bởi vì chính ở trong bùn dơ đó mới có hoa sen thơm ngát xuất hiện ở đời. Thì lúc bây giờ Thế Tôn nói cũng như vậy: Phật pháp của ta giống như là một dòng sông, nó rửa trừ muôn vật, không phân biệt sang hèn. Phật tánh ở trong tâm của mọi người cũng giống như là hoa sen, tuy sanh ở trong bùn dơ mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thưa liệu quý vị, câu chuyện này hết sức là cảm động. Và ngay từ đầu chúng ta thấy ở trong giáo pháp của Như Lai, Ngài đã khẳng định tính chất phi giai cấp, cho nên Thế Tôn tuyên bố rằng: ta xem con người giá trị có cao thấp thông qua trí tuệ có sâu dày và đức hạnh có hậu bạc. Ta không xem giai cấp nào khác giữa con người với con người, trong khi con người với con người đều có dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Thưa lục quý vị, câu chuyện Thế Tôn giáo hóa cho chàng thanh niên Húc Phân Ni Đề trở thành một vị thánh xuất thế, bao nhiêu đó đủ minh chứng giáo pháp bình đẳng và siêu việt của Đức Thế Tôn như thế nào. Và chúng tôi hết sức là kính cẩn tôn thờ nguồn giáo pháp của Như Lai, và chúng tôi có ấn tượng rất là sâu sắc ở trong giai thoại này. Do vậy cho nên chúng tôi đã nhờ điêu khắc gia Phương Nguyễn khắc họa một cái hình ảnh mà giờ đây xin mời các vị chúng ta nhìn lên một tác phẩm điêu khắc gỗ hết sức là giá trị và hết sức là quý báu. Và chúng tôi mong muốn rằng những người Phật tử của chúng ta, cũng như là những gì mà chúng ta đang sinh hoạt ở trong hiện tại này, chúng ta cảm nhận từ cái hành động của Đức Thế Tôn cũng như là từ tác phẩm này. Chúng ta thấy một anh chàng thanh niên không được ăn mặc đầy đủ và đứng khép nép ở bên một cái gốc cây như là ẩn núp cái sự hiện diện của Thế Tôn, trong khi Thế Tôn cùng với đại chúng đang dần đi đến. Và ở trong cái giai thoại này là một giai thoại nó nói lên cái gì đó hết sức là siêu việt và sống động, rất là cao quý tại thành Vương Xá. Và tác phẩm điêu khắc gỗ này có chủ đề là trả hết cho đời. Chúng tôi muốn khắc họa lên tác phẩm câu chuyện nối về chàng thanh niên Ni Đề, thưa liệt quý vị. Và không dừng lại ngang đó, chúng tôi sử dụng cái nguồn cảm hứng này để hình thành lên một ca khúc lấy tên là Trả Hết Cho Đời, với những ca từ mà xin mời hôm nay các vị chúng ta cùng nhau lắng nghe. Đường làng hôm nay vắng tanh, hạt sương còn đọng trên cành, dáng ai bơ vơ lầm lũi, táo tần bên mái liều tranh. Bốn câu này chúng tôi mô tả đó là đời sống khổ cực cơ bằng hàng ngày của chàng thanh niên Ni Đề, chỉ vắn tắt là như vậy thôi thưa quý vị. Và nếu như chúng ta nhìn ở kiếp người của chúng ta thì cũng có hơn gì anh chàng Ni Đề đâu. Kiếp người của chúng ta là cái kiếp tái sanh ở trong luân hồi, do đó cho nên chúng ta cũng không biết bao nhiêu lần trở lại trong kiếp trầm luân và chịu vô số khổ não. Chúng tôi viết rằng: vào ra trong cõi tử sanh, lắng nghe kiếp người khắc khoải, đến nay tâm ý mệt nhoài, tìm đâu một cõi an vui.
Tất cả chúng ta, nếu như có một giây phút nào đó hoài niệm về ý nghĩa chân thật của sự sống, thì chúng ta thấy chúng ta đang là như thế, có phải không? Vào ra trong cõi tử sanh, lắng nghe kiếp người khét khỏi. Có người chúng ta quả thật là khổ nhiều, vui ít. Những cái khổ chúng ta thì vô lượng, còn trong khi hạnh phúc thì rất thật là mong manh. Đời sống chúng ta cảm thọ cái khổ não bức bách hàng ngày. Và đến nay tâm ý mệt nhoài, tìm đâu một cõi an vui. Rõ ràng ai cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng cuối cùng đều chuốc lấy khổ đau. Như vậy thì đâu là một cõi hạnh phúc bình an thật sự mà chúng ta cần phải hướng về, thưa lực quý vị? So sánh chàng thanh niên Ni Đề hốt phân ở tại thành Vương Xá với chúng ta suốt ngày phải dọn dẹp cái phân dơ rác rến bởi những hí luận phiền não trong nội tâm, thì chúng ta có hơn gì anh chàng thanh niên này đâu, thưa lực quý vị? Và nếu như chúng ta biết cách hốt dọn cho sạch sẽ phân dơ hí luận phiền não tham sân si xả đầy mặt đất tâm của chúng ta, thì tâm chúng ta này mai kia nó cũng sẽ sạch sẽ, và ở trong bùng lầy ô uế đó biết đâu hoa sen cũng nở ra hoa thơm ngát. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta muốn có con đường an lạc, con đường giác ngộ, thì không có con đường nào tối thượng bằng con đường mà Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng ta, đó là con đường đến với Phật Pháp, cũng như là Ni Đề vào ở trong Phật Pháp. Và tất cả mọi cái khổ đau của kiếp mà thanh niên hốt phân không còn hiện diện ở trong tâm của Ngài nữa, mà trở thành một vị A-la-hán ứng cúng. Phật Pháp như lửa thiêng, thiêu hết mọi oan khiêng. Có phải như vậy không thưa quý vị? Khi đến ở trong Phật Pháp, nó như là lửa thiêng, nó thiêu đốt tất cả mọi nỗi oan sai khổ cực, mọi nỗi oan khiêng ở trong cõi lòng của chúng ta. Chúng ta không làm cái gì để giải thoát được bao nhiêu thứ oan khiêng. Nếu như chúng ta đi vào trong Phật Pháp thì bao nhiêu thứ oan gia trái chủ não phiền tất cả đều rơi rụng hết. Ai chạm vào Phật Pháp đều trở nên thuần khiết. Một anh chàng thanh niên hốt phân dơ bẩn như vậy mà một khi tâm chạm vào ở trong Phật Pháp, thì lúc bây giờ anh trở thành một đóa sen thuần khiết, thơm ngát giữa cuộc đời. Kỳ diệu, thật là kỳ diệu Phật Pháp. Phật Pháp như nước mát dập tắt lửa ưu phiền. Nếu như chúng ta ở trong Phật Pháp, thọ trì Phật Pháp, thì tất cả mọi ưu bi khổ não lầm than, nó đều bị dập tắt hết tất cả. Những ai tu tập, cảm nhận thì chúng ta mới thấy được giá trị này. Còn nếu chúng ta chỉ luận bàn mà thôi thì những điều này chắc chắn rằng chúng ta không thể nào tiếp xúc nổi. Phật Pháp như nước mát dập tắt hết ưu phiền, dập tắt tất cả cái lửa ưu phiền nó thiêu đốt ở trong nội tâm của chúng ta. Bồ Tát Quán Thế Âm cầm một nhành dương ở trên tay và rưới nước cam lộ. Nước này là nước mát, nước này là tượng trưng cho nước giải thoát, nước bát công đức, nước Phật Pháp. Và do vậy mà một giọt nước mà biến khắp cả mười phương và đem đến hạnh phúc cho tất cả nhân thiên. Ở đây cũng như thế, chúng ta một phen tiếp xúc ở trong Phật Pháp thì bao nhiêu ưu phiền sẽ lập tức chấm dứt. Chúng tôi thường khuyên với Phật tử rằng chúng ta hãy ngồi ngay thẳng, nhắm mắt lại và nhìn vào ở trong tâm của mình. Chúng ta hít vào, thấy hơi thở chạm vào chỗ nào và thở ra, cứ thế để ý vào cái điểm chạm của hơi thở đó, cứ như vậy thôi. Và chiêm nghiệm tất cả những cái gì hiện ra, chúng ta chỉ ghi nhận rồi nhanh chóng bỏ qua và trở về với cái điểm chạm của hơi thở đó. Chúng ta cứ làm như vậy thôi, thì ngay lúc đó, lúc bây giờ, phiền não nó sẽ tự rơi rụng xuống và an lạc xuất hiện ngay tức thời. Cho nên ở đây rõ ràng, Phật Pháp như nước mát dập tắt lửa ưu phiền. Và để đạt được cái trình độ giải thoát tuyệt đối, thì con đường Bát Thánh Đạo là con đường mà chúng ta cần phải kinh qua. Nếu không qua con đường Bát Thánh Đạo, chắc chắn chúng ta không bao giờ dập tắt hết tất cả ưu phiền được. Cho nên Phật Pháp như nước mát dập tắt lửa ưu phiền, cái nghĩa câu này rất là sâu xa, rất là rộng rãi, chỉ có ai đến mới có thể thấy được, bằng trí mà chúng ta có thể thực chứng được, mới có thể cảm nhận ra. Ai tắm trong Phật Pháp đều mát mẻ thanh lương. Tâm chúng ta liệu có tắm ở trong Phật Pháp hay không? Hay là tâm chúng ta đến chùa mà giống như cái vá trong nồi canh? Chúng ta ở trong Phật Pháp mà chẳng có cảm nhận được một chút gì Phật Pháp, thì điều này thật là uổng phí vô cùng. Cho nên rõ ràng, một khi chúng ta chịu tắm gội tâm của mình ở trong Phật Pháp một phen, thì lúc đó tâm chúng ta mới thực sự cảm nhận được sự mát mẻ. Và anh chàng thanh niên Ni Đề này cũng vậy, thưa quý vị. Một phen tắm ở trong Phật Pháp, thì tâm của anh ngàn đời đều mát mẻ và thanh lương. Vẫy tay chào cuộc lữ,
các bụi trả hết cho đời. Thành tâm bước vào Phật Pháp, một lòng ra khỏi trầm luân. Đây là công hạnh của anh chàng Ni Đề. Và đây cũng là gì? Đây cũng là một chân lý, hoặc là một cái mẫu chuyện nào đó gợi cảm hứng cho chúng ta. Vẫy tay xin chào cuộc lữ, chúng ta chào tạm biệt những khổ đau ở trong cuộc đời. Và giờ đây, bao nhiêu não phiền, bao nhiêu khổ đau chấp trước, xin trả lại hết cho đời, không ôm giữ ở trong tâm mình một chút xíu như nào nữa. Và sau đó thì sao? Thành tâm bước vào trong Phật Pháp, tức là chúng ta một lòng đến với Phật Pháp, chứ không phải đến Phật Pháp để chúng ta cầu thêm nào là danh vọng vinh hoa gì cả. Và một lòng ra khỏi trầm luân, thì lúc đó chúng ta cũng có những thành tựu không thua gì tôn giả Ni Đề đâu, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là một ca khúc hết sức là thường tình, nhưng đáng tiếc chúng tôi chưa có người diễn cho các vị. Giờ đây chỉ có tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Liên. Xin mời các vị chúng ta cùng nhau thưởng thức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào cuộc lữ,
cát bụi trả hết cho đời, thành tâm bước vào Phật pháp, một lòng xa khói trầm luân, với tay xin chào cuộc lữ, cát bụi trả hết cho đời, cuối xin Phật từ thương xót, đưa người ra khỏi trầm luân, vẫy tay xin chào cuộc lữ, cát bụi trả hết cho đời, thành tâm bước vào Phật pháp, một lòng ra khỏi trầm luân, vẫy tay xin chào cuộc lữ, cát bụi trả hết cho đời, cuối xin Phật từ thương xót, đưa người ra. Chào.